Thiện Nam Tử, ta ở chỗ Đức Phật đó nghe Pháp như vậy, cầu nhất thiết trí, cầu mười lực của Phật, cầu biện tài của Phật, cầu quang minh của Phật, cầu sắc thân của Phật, cầu tướng tốt của Phật, cầu chúng hội của Phật, cầu cõi nước của Phật, cầu oai nghi của Phật, cầu thọ mạng của Phật. Phát tâm đó rồi, tâm ta kiên cố như kim cang, tất cả phiền não và nhị thừa đều không hoại được thiện nam tử, từ khi ta phát tâm đó đến nay trải qua số kiếp, nhiều như hạt bụi cõi diêm phù đà, vẫn chưa sinh tâm dục niệm, hà huống làm việc ấy. Trong những kiếp đó, nơi quyến thuộc của ta, ta chẳng khởi tâm sân, hà huống chúng sinh khác. Trong những kiếp đó, nơi thân mình chẳng sinh thấy cái ta, hà huống đối với các đồ vật coi là của mình. Trong những kiếp đó, lúc chết, đúc sinh và trụ ở thai tạng, chưa từng mê hoặc khỏi tưởng chúng sinh và tâm vô ký hà huống là những lúc khác trong những kiếp đó cho đến trong mộng tùy thấy một vị phật chưa từng quên mất hà huống bồ tát thập nhãn thấy trong những kiếp đó, thọ trì chánh pháp của tất cả như lai chưa từng quên mất một chữ một câu, cho đến hết thảy đòi lẽ thế tục chưa từng quên mất. Há huống là từ miệng của Như Lai nói ra, trong những kiếp đó thọ trì biển pháp của tất cả Như Lai, một chữ, một câu đều suy ngẫm, đều quán sát, cho đến tất cả pháp của thế tục cũng lại như thế trong những kiếp đó thọ trì tất cả biển pháp như vậy chưa từng ở trong một pháp chẳng đắc được tam muội cho đến pháp kỹ thuật thế gian trong mỗi mỗi pháp cũng đều như vậy trong những kiếp đó trụ trì pháp luân của tất cả như lai tùy sự trụ trì chưa từng bỏ đi một chữ một câu cho đến chưa từng sinh ra trí huệ thế gian chỉ trừ vì muốn điều phục chúng sinh trong những kiếp đó thấy biển chư phật chưa từng ở chỗ một vị phật mà chẳng đắc được thành tựu đại nguyện thanh tịnh cho đến ở chỗ các hóa phật cũng đều như thế trong những kiếp đó thấy các bồ tát tu hành diệu hạnh không có một hạnh nào mà ta chẳng thành tựu. Trong những kiếp đó, chúng sinh mà ta thấy, không có một chúng sinh nào mà ta không khuyên họ phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Ta chưa từng khuyên một chúng sinh nào phát tâm thanh văn bích chi Phật trong những kiếp đó đối với tất cả phật pháp cho đến một chữ một câu chẳng sinh nghi hoặc chẳng sinh hai tưởng chẳng sinh tưởng phân biệt chẳng sinh đủ thứ tưởng chẳng sinh tưởng chấp trước chẳng sinh tưởng thắng liệt chẳng sinh tưởng thương ghét thiện nam tử ta từ đó đến nay thường thấy chư phật thường thấy bồ tát thường thấy chân thật thiện tri thức thường nghe nguyện của chư phật thường nghe bồ tát hạnh thường nghe môn ba la mật của bồ tát thường nghe môn trí địa quang minh của bồ tát thường nghe môn vô tận tạ của bồ tát thường nghe môn vào vô biên lưới thế giới thường nghe môn nhân duyên sinh ra vô biên cõi chúng sinh